Tại vì lúc thằng trai tôi đi lính đảo về, thì về một thời gian gì cũng khoảng chừng tháng hai tháng gì đó, nó mới dắt cô này về giới thiệu. Nó cũng chưa dám nói gì, có là bạn thôi. Tôi nghĩ thầm trong bụng tôi á, nó còn nhỏ còn trẻ bông trẻ măng mà biết làm gì. Coi như buổi chiều đó đưa bạn về, rồi mấy ngày sau nó mới nói đây là bạn gái của con. Nó nói sao mẹ thấy bé xíu à, mà nó còn bấm vào sữa mẹ ơi. Biết có làm ăn gì được hay không. Mà tôi cũng thôi kệ đó, cứ để từ từ đi. Đó tôi cũng chưa có nói gì hết, ấn tượng là ấn tượng thôi, không có làm ăn gì được hết đó. Còn bé xíu à, còn trẻ như bấm ra sữa mà. Dạ. Nó tôi không có dám nghĩ gì hết á. Nhưng mà sau đó vẫn lại lần thứ hai á, biết là bạn gái là con dâu tương lai mình rồi, thì mình nhìn kỹ mình đoán như thế nào? Tôi thì lúc đó nói đây là bạn gái con, thì tương lai sau này á con cưới vợ luôn. Con cưới luôn. Mẹ nghĩ sao giờ? Con ưng thì mẹ cũng phải chịu chứ, giờ có thằng trai giờ biết sao nói. Có một thằng trai. Chị quen với ảnh là trong cái dịp nào? Dạ trong dịp em đi chơi với bạn em, ba bạn em giới thiệu. Bạn em nói tao có thằng bạn này nè, nó chưa có bạn gái, mày quen không? Tao vào mai cái em nói quen thì quen, để quen thử coi làm sao. Rồi quen bao lâu thì mới về ra mắt mẹ? Mới quen nhau được 1-2 tháng, cái ảnh chở em đi chơi, cái ảnh mới nói thôi về nhà anh chơi đi. Cái em mới nói về nhà mẹ anh khó không, mới quen mà về sao kỳ quá. Cái ảnh nói cứ về đi, không sao đâu, mẹ anh dễ lắm. Chị kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Em kết hôn được 5 năm rồi chị. 5 năm, có em bé chưa? Dạ rồi chị, con em 3 tuổi rưỡi. Dạ. Lần đầu tiên em gặp mẹ thì ấn tượng đầu tiên là thấy cũng hơi khó tính, nhưng mà qua tiếp xúc là rất là dễ gần. Cô thích điều gì con dâu của mình? Nó vô tư, dễ thương, nó bé nhỏ xíu à, nhìn nó bảnh gái nữa. Dễ thương nữa. Tính tình thì nó như con nít vô biết sao giờ. Lúc đó tôi cũng không biết gì, tôi không nghĩ gì sâu sắc hết á. Em với mẹ chồng hợp tính nhau ở điều gì? Dạ, cô chở nhau đi chơi, đi mua sắm rồi. Mẹ chở em không à? Ủa sao em không chở mẹ? Em lùn không khó trời. Trời ơi. Mẹ chạy xe rành hơn em. Trời đất ơi, sướng quá vậy. 8 tuổi để người 61 tuổi chở hả trời? Không phải, tại xe xéo thôi. Nó chở tôi rồi sao tôi sợ. Nên là nói chung là tôi thi bằng lái 594 rồi. Tay chèo tay lái một mình tôi mà. Mẹ em chạy xe dữ lắm, em ngồi sao em kêu mẹ ơi chạy chậm thôi, con sợ quá. Trời đất ơi. Nó cũng có xe chồng nó chở. Em đi đâu đi làm xe thì chồng nó chở, còn chị tỷ nó ở nhà đi đâu cần gì thì mẹ, còn không thì đưa xe cho nó đi. Dâu sướng gì trời. Đi đâu chồng chở mấy mẹ chở. Cửa nhà giặt đồ ai giặt? Dạ má giặt. Trời ơi. Trời ơi. Có bao giờ giặt đồ cho mẹ chồng chưa? Dạ. Tôi không chắc có. Chắc có. Lâu lâu đột xuất á. Lâu lâu. Vậy mẹ chồng có bao giờ giặt đồ cho con dâu không? Thì có luôn á. Thấy chưa? Trời ơi. Tại vì lúc nó đã sanh thì tôi lo hết chứ, tôi nuôi hết từ anh Z mà. Dạ. Em về nằm ổn tháng là mẹ em nuôi luôn, giặt đồ luôn. Trời ơi. Trời ơi, sướng quá vậy ta. Ủa hình như là đây là con dâu mẹ chồng ngược lại phải rồi nha. Ôi, cái gì đâu mà mày chồng lo hết trơn vậy đó hả? Tại thằng con trai mình nó dở thì mình phải lo, mình giỏi quá rồi con mình dở. Ôi vậy là anh dở hả chị? Dạ. Có đi làm hoài không? Đi làm. Đâu, chồng em đưa thẳng tính chị, anh mẹ chồng bù quá. Đó là chuyện gọi là hợp nhau. Dạ. Chuyện nghe chiều này kia thôi, nhưng mà có bao giờ xảy ra mâu thuẫn không? Không. Hả? Mâu thuẫn là mâu thuẫn là gì? Không có mâu thuẫn gì hết trơn á. Dạ chưa. Mâu thuẫn là gì? Mâu thuẫn là cái gì? Mâu thuẫn là gì con? Trời ơi, con bây giờ con mất luôn chữ mâu thuẫn luôn rồi đó. Trời ơi. Cái này hay rồi nha. Cái gì mà chúng tôi cảm nhận mà bất kỳ gia đình nào mà mẹ chồng con dâu hỏi ủa mâu thuẫn là gì? Trời ơi. Cái gì chắc có gia đình này thôi. Có khi nào mà con mình làm điều gì mình buồn không? Không buồn đó liền à. Bộc phát liền à. Dạ, không vừa ý là bộc phát liền à. Nói con làm này mẹ không vừa ý là con phải sửa. Nó không sửa thì sao? Nó xin lỗi mẹ con sửa. Có mấy lần lúc mà em mới lấy chồng về thì em giận chồng mẹ em ưa dọn đồ đi. Đó là mẹ chồng mẹ em hơi buồn. Cô la gì mà giận gì mà phải xách đồ vậy? Dạ không có, tôi có la. Hai chồng nó buồn giận chồng đó chứ tôi đâu có ra này con. Em giận chồng em. Giận chồng chứ mắc mớ gì, đâu có giận mẹ chồng đâu. Bởi vậy nói tôi nói mâu thuẫn gì tôi đâu biết mâu thuẫn. Nhưng mà nói giờ con dâu á, có nấu nướng gì cô ăn không? Dễ lắm. Đó về con nấu cho mẹ có bị không? Em nấu, anh nấu gì mẹ ăn đó rồi. Quen cà phê sữa. Con uống cà phê chế cho mẹ ly cà phê sữa mẹ uống. Chỉ có nấu mì với cà phê sữa cho mẹ. Có làm gì. Rồi mẹ nấu gì cho con ăn? Con nó thèm á. Nhiều món. Mẹ nấu cháo ngon. Mẹ nấu cho tụi con về tụi con ăn.
Chị suốt cuộc đời mẹ chồng phục vụ con dâu vậy đó. Dễ thương quá. Thì lúc nào mình làm được thì giúp cho con, còn nó còn không làm được thì nói tùy nó thôi. Mà mẹ chồng gì dễ quá vậy? Nói chung mình nhá, cũng không khó, tại vì nó cuộc đời bộ đội mình mà. Đâu có khó chứ. Dễ thương quá. Cô la con xong. Dâu lớn nhất là gì? Đâu có la gì lớn nhất đâu. Nói thôi thì nói sao ví dụ nói lớn nhất là sao? Mẹ em quên á, em nhớ nè. Nhớ. Chắc lúc hai chồng em gây lộn cái em tức quá em nói mày tao hay gì đó. Cái mẹ nghe mẹ la mới nói vợ chồng không được xưng mày tao. Cãi qua cãi lại thì em cũng mới giận em bỏ đi. Xong rồi mấy bữa em cũng về em xin lỗi mẹ là cho em vô về nhà. Mà từ ngày có con là chồng em đỡ bớt nóng tính lại. Như cái anh có biết con mình có những cái tật xấu gì không cô? Thì con trai nó đi nhậu, bạn bè ra đường thì bạn bè nhậu nhẹt, nhậu tới bến thôi. Nhưng mà sai thì không có sai, về tới nhà thôi. Ví dụ như con mình nó mét, nó nói tại vợ con sai thì cô thì sai cái nào hỏi rõ đúng. Hỏi con có sai không, con có nói đúng vậy chồng vậy không, con phải sửa. Là sai, biết sửa ai thì xin lỗi mẹ. Rồi có bao giờ mà con dâu nó mét con ruột mình không? Có chứ. Lúc nó mét gì? Nó nói mẹ mẹ, ảnh đi làm ổng ăn nhậu về, ổng có phụ gì con hết trơn á, mẹ rầy giùm phụ con. Rồi cô ra sao? Tụi đó thì hồi đó mẹ nói mà lúc mà người chuẩn bị con hai đứa tụi con quen á, là mẹ nói mẹ đẻ nó là mẹ biết nó à. Con thương nó là sau này con khổ con ráng chịu. Hồi đó nó chưa vợ là nợ của mẹ. Dạ. Nó có vợ rồi là nợ của con tự xử. Trời ơi thì đó là bớt. Bả mừng quá. Bả mừng quá mới dễ đính. Trời. Có khi nào mà hai mẹ con cãi lộn vì ảnh không? Dạ không, không bao giờ. Toàn là ví dụ như hai chồng em gây lộn toàn là em mét mẹ không? Em mét mẹ nhiều hơn là ảnh mét. Có đem điện thoại đó không? Dạ có. Cho anh mượn điện thoại anh gọi cho xã em ơi. Đưa số điện thoại đi anh bấm anh tự gọi cho. Dạ. Chuyện này phải làm bất ngờ vậy mới được. Có khóc mở máy có mở máy. Anh tên gì? Dạ, anh tên Tâm. Tâm phải không? Dạ. Để gọi nhím yêu cái tưởng. Anh tắt luôn. Rồi vậy là đang hỏi đó anh. Rồi vậy là anh tưởng đâu là có ông xã em á, anh sẽ hỏi một vài điều nhưng mà có lẽ hình như ông sợ quá ông tắt luôn. Tóm lại là mẹ chồng con dâu này không có mâu thuẫn. Ông không biết chữ mâu thuẫn. Chỉ có niềm vui thôi. Mẹ chồng nàng dâu buồn buồn nhiều khi ở nhà mua bia về nhậu luôn. Trời ơi hay vậy ta. Hai người nhậu luôn vậy đó hả? Có chị hai, chồng nữa. Hai mẹ con với chị dâu, chị chồng, chồng đó, con nhỏ thứ hai nữa. Nhậu rồi mẹ con cũng ly vô luôn hả? Mẹ uống chơi vui vui. Mẹ uống một ly. Mẹ uống một ly là mẹ đi ngủ rồi, còn em với chị chồng em chờ cũng tiếp. Có bao giờ mẹ chồng gọi là dạy con điều gì không trong cuộc sống không? Có chứ, nhiều lúc cái nào nó không biết mà mình chỉ dạy nó. Để sau này mình có nằm xuống đi rồi nó dạy con nó chứ. Trong gia đình có bao giờ nó buồn nhau một chuyện nhỏ nhỏ gì mà không giận nhau nói chuyện không? Không, buồn có 5 phút à. Dạ. Nhà em buồn lúc giận. Đó nói xong rồi thôi bộc phát ra đánh dây là không để bụng. Thí dụ như có chuyện giận hờn thì ai sẽ là người hòa giải trước? Mẹ. Thí dụ là mình sai thì sao cô? Mình đâu có gì sai. Mình làm mẹ mình đâu có gì sai. Mà sai con cũng đâu dám nhúc nhích. Trời ơi. Em từ đó giờ ở chung mấy năm rồi? Dạ ở chung 2 năm. 2 năm rồi. Không lẽ không có cái tật xấu gì của con dâu hết trơn hả? Với tại em cũng đi làm mà. Đó em đi làm tới chiều em mới về. Hơi xấu hay ấy. Ít nhất về nhà về tối chiều về. Về thì mẹ lo hết trơn rồi, về chỉ lên mâm ăn cơm xong rồi người tắm rửa ngủ thôi chứ. Thì cái xấu là không chịu lo cái gì cho mẹ chồng. Không bao giờ. Thì có mẹ lo hết rồi. Để đi làm vậy. Trời. Con có gặp người mẹ chồng nào như thế này không? Trời gặp là con đứng hình luôn á chú. Đứng hình nữa đó. Con có ước mơ được một người mẹ chồng như thế này không? Dạ muốn. Trời ơi, nhiều người mẹ chồng đang coi theo dõi chương trình mẹ chồng nàng dâu chắc là cũng bất ngờ lắm. Dạ. Thế nào cũng có một cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ gì mà cái này trắng trơn luôn, coi như lý lịch trong sạch. Chị đâu biết mâu thuẫn gì. Có cái gì có gì nói, không vừa ấy nói thẳng bộc phát là thôi. Tôi đây con tôi cũng vậy, gái tôi cũng vậy, không vừa ấy là rầy nó hai chồng đó. Cái nào lại vợ nói thì chồng phải nhịn, mà chồng nói thì vợ phải nhịn. Thì trong nhà tao nói chén góp sống nhà khô, huống chi vợ chồng tụi con già còn lục đục chứ huống chi tụi con trẻ. Nên phải nhường nhịn nhau. Nếu mà sống với nhau á, ăn đời kiếp nhau thì đứa nhịn một câu. Một câu nhịn chín câu lành. Bây giờ mình có mong muốn điều gì tốt hơn nữa không?
cô có muốn mong muốn con dâu mình thay đổi cái gì không? Đúng rồi. Thì nó coi như là sau này muốn con mình á biết rằng mẹ dễ, dạ, nhưng mà phải học hỏi theo mẹ, để sau này cái gì tốt cái gì xấu, xấu là bỏ, tốt để học hỏi để dạy con cái tương lai sau này. Mình á đâu có sống đời với con mình đó, nên là mình cũng chỉ cái nào khó con phải học hỏi hay là như thế nào để rút kinh nghiệm để gia chạm vào xã hội. Bác còn con trai không? Có rồi, có một đứa rồi. Tính sinh là con dâu á. Chị còn chị muốn làm mẹ chồng chị thay đổi gì? Dạ em thì mẹ chồng em như vậy là em rất là thương mẹ chồng em rồi, em không muốn mẹ chồng em thay đổi gì hết á. Nhưng mà em ước mơ là ví dụ như sau này em làm công việc gì mà có tiền nhiều, hoặc là trời thương cho em trúng vé số hay gì đó. Em sẽ cho mẹ một số tiền để sáng mai khỏi còn buôn bán cực khổ nữa. Chỉ vậy thôi. Hôm nay chúng ta gặp mà hai đối thủ đáng gờm, không có chuyện gì để phân tách hết trơn á.